Này, anh nói cho chú mày biết nhá, cái món châu chấu chiên lá chanh ấy, cứ phải gọi là hết sởi luôn. Ăn một lần nhớ cả đời. Này, chẳng phải tự nhiên mà anh được mệnh danh là ân nghịch ngu đâu, có lý do cả đấy. Em là em hơi bị nghi ngờ đấy nhá. Chú mày cứ khinh thường anh, cứ chờ đấy mà xem. Chờ đi chờ. Em ơi, lan hoa cắm vào vành kìa. Này, lần sau anh mà còn đùa như thế thì liệu hồn. Tôi bỏ qua cho anh nhiều lần lắm rồi đấy. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Không ấy thì về làm cái tủ kính mà để vào. Đúng là cái đồ bà Trần. Đi, đi thôi, đi. Ok, người nhá, đợi anh về nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Này, anh đi đúng cái kiểu gì thế ạ? Em không sao cô, anh xin lỗi nhá, anh không cố ý. Dạ, em không sao ạ. Mấy ai định nghĩa được tình yêu, gặp em đạp xe một buổi chiều, bị em lếch xéo, thế là yêu. Thôi, anh chịu thua, mệt quá. Anh ăn này, anh có cách gì giống giúp em với, chứ em thích cô gái kia lắm rồi. À, bị tình yêu sét đánh với cô bé khi nãy đúng không? Nhưng mà không được đâu. Ồ? Nhà đấy ấy, bố thì nghiêm, chó thì giữ, con bé đấy nó còn đang học đại học cơ mà. Anh em mình chỉ chiếm cho vui thôi, chứ nó không để mắt tới anh em mình đâu. Không để ý tới anh ấy, nhưng mà chắc gì nó không để ý tới em. Ê, nhìn em ổn áp thế này cơ mà. Ừ nhỉ, anh quên mất. Tuyệt vời. Ô, cái thằng này, anh bị con chim nó ị vào đầu, thế mà chú mày lại bảo tuyệt vời là như nào? Tình anh em liệu có bền lâu không? Anh nhầm rồi, không phải là chuyện đấy, mà cái chuyện kia cơ. Em có cách rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ lấy giấy bút, viết thư, xong rồi phi vào trong nhà em ấy. Vừa không sợ bị chó cắn, vừa không sợ bố em ấy đuổi. Ê, anh thấy thế nào, cách của em tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Thế nhưng mà ở giữa cái đầu không mông quạnh thế này, anh lấy đâu ra giấy viết bút cho chú? À, hay là khó quá ấy, thì bỏ qua nhá. Em biết thừa anh rồi. Anh đi kinh rồi. Đây, bao nhiêu đây? Đã đủ của giấy có bút chưa? Nếu mà không phải trả lại thì đủ rồi. Chú ngồi đây đợi anh một tí. Anh đi cái về ngay nhá. Ok. Chỉ được thế là nhanh. Ý, thơ văn của em ấy cứ gọi là like con nhà bà lá. Bây giờ anh em mình sẽ gấp cái này lại thành cái máy bay, xong rồi phi vào trong nhà cô ấy. Hợp lý không? Được. Ấy. Yeah. Thôi, đi 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 đi. Này, anh chắc là nhà này chưa? Em bé nhá. Ừ rồi, nhà nào mà anh chẳng biết. Chú cứ ném đi. Ok, em đã luôn. Ý.
Anh à. Em gì ơi, em xinh đẹp đó ơi. Tắc kè bố đây. Chó trai đưa mình cả trái một tay đi. Ô anh em được rồi, thôi kệ đi, chạy ra. Ai ơi, đau quá mẹ ơi, cái chân rồi mẹ ơi. Anh gãy hay là chỉ trẹo thôi? Hay để tôi đưa anh về gặp bố tôi nhá, bố tôi biết chữa trẹo chân đấy. Tôi gãy chân rồi chứ trẹo gì nữa. Này, tôi nói cho cô biết nhá, bố mẹ tôi mà biết tôi bị gãy chân ấy là bố mẹ tôi sẽ lập tức từ thành phố trở về đây để bắt đền cô đấy. Mà tiền chữa cái chân này có rẻ đâu, 100 triệu đấy. À, 100 triệu cơ á? Gì mà nhiều thế? Chả nhiều thì sao? Cô không biết ý, thì cô lên hỏi anh Google thì biết ngay. À đâu. Nhưng mà có điều, nếu mà cô mà chịu làm bạn gái tôi ý, thì tôi sẽ tự nói với mọi người là tôi tự bị ngã xe, được không? À, đau hơn đấy ơi. Tôi đồng ý. Đỡ đau hơn một chút rồi đấy. Chắc chắn là An sẽ thích quà này. An, tớ thích cậu, tớ tặng cậu này. Về ngay, nhà chú có chuyện rồi. Chuyện gì? Em không về đâu, hôm nay em có hẹn đi chơi với An rồi. Anh về đi. Anh lừa chú làm gì? Tài xế nhà chú ấy đang ở nhà anh kia kìa. Mẹ chú bảo cái trường gì bên Mỹ họ gửi giấy về rồi. Bây giờ ấy chú phải về thành phố ngay để còn kịp chuyến bay. Gớm, đàn ông ấy sự nghiệp là quan trọng nhất. Có sự nghiệp rồi ấy, muốn bao nhiêu gái đẹp mà chẳng được. Chú nghe anh, đi về. Đi, ok, đi. Ok, anh làm đi sân bay. Chúng tôi vô tình quen biết, rồi cũng rời xa nhau không một lời từ biệt như thế. Chẳng biết sau này còn có cơ hội gặp lại nhau không. Em nghỉ việc ở công ty cũ rồi. Từ nay về sau, em sẽ qua làm thư ký riêng cho anh. Ok anh. Chị ơi, em gửi chị, công ty em đang có chương trình khuyến mãi. Bỏ cái tay ra khỏi người tôi. Cô có biết áo này hiệu gì? Bao nhiêu tiền không mà cô dám đụng vào? Đến lúc mà tôi bắt đền ý, thì đừng hỏi tại sao. Bằng cả năm tiền lương của cô làm nhá. Tôi xin lỗi nếu lỡ đụng vào người chị, nhưng có bẩn gì đâu, một chút bụi chị phủi đi là được mà. Cái con này, mày có mắt không chồng à? Rõ ràng mày đụng vào người tao, vết bẩn con đấy mày còn dám cãi à? Ý mày bảo tao vu oan cho mày, tao lại tát cho mày dở chứ đi. Việc có gì đâu, sao chị nói em quá đáng thế? Này, mày còn dám cãi tao à? Để tao xem nào. Thì ra là nhân viên của công ty Vivu à? Này, một con nhân viên quèn như mày ấy, mà dám lên mặt với tao á? Được rồi,
Thế thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đến độ. Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà. Tôi là nhân viên thì sao? Mà cô là cái gì? Cô có trả lương hay nuôi tôi ngày nào đâu mà xem thường tôi. An, cậu đi dậy. Tân, sao cậu lại ở đây? Cậu cứ bình tĩnh đi, rồi mình nói chuyện sau. Này, mọi chuyện ấy, tôi là chứng kiến ngay từ ban đầu rồi. Tất cả chỉ là vô tình thôi. Tại sao cô lại quá đáng rồi đánh người như thế hả? À? Tưởng ăn mặc sang trọng thì đầu óc tân tiến thế nào? Hóa ra cũng là loại mèo mả cà đồng, nồi nào úp vung đấy. Phải, tao quá đáng, còn chúng mày thì không. Thế thì chúng mày ở đây chơi với nhau, rồi kéo nhau đi xuống đi. Tao đây không rảnh nhá. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Tiền rách ý, thì còn dán lại để tiêu, chứ còn nhân cách rách ý, thì chỉ có bỏ đi mà thôi. Thôi bỏ đi Tân. Cậu vẫn chưa trả lời mình là sao cậu lại ở đây mà. Sao lần đó cậu đi không tạm biệt mình mà gặp cậu ở đây, tớ mừng lắm. Tớ làm việc cũng ở gần đây thôi. À này, ngày hôm đó ấy, tớ có đứng chờ cậu, nhưng mà mẹ tớ đã cho người ra đón tớ về. Vì trường đại học bên Mỹ có gửi giấy báo nhập học cho tớ theo diện toàn phần, nên tớ phải về cho kịp chuyến bay. Rồi bạn học lâu bù quá, tớ không có thời gian liên lạc với cậu. Tớ xin lỗi nhé. Lần đó tớ cũng lên trường đi học luôn, chứ có ở quê đâu mà liên lạc được. Xem như Huệ nhá. Ok. À này, sau giờ làm ấy, tớ mời cậu đi ăn cơm uống nước, rồi mình tâm sự được không? Anh nói thật đi. Không có em ở đây, có cô nào nhòm ngó anh không đấy? Làm gì có. Trong lòng anh ấy chỉ có một mình em thôi. Suy nghĩ của anh ấy cũng chỉ suy nghĩ về em thôi. Này, trong đây này, trái tim này ấy cũng chỉ chứa một hình bóng của em thôi. Đâu có ai xem vào được. Người yêu của em phải thế chứ. Mời vào. Chào anh, em gửi anh báo cáo kinh doanh ạ. Lại là cô à? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng đụng nhỉ. Hai người quen biết nhau à? Em làm sao mà quen biết được với cô ta? Anh không biết đấy thôi. Trước mặt anh ý, cô ta giả vờ gây thơ hiền lành, chứ vừa rồi gặp em ngoài đường ý, cô ta nhầm con cáo già đấy. Này, em có nhầm lẫn gì không đấy? Cô An ấy là một nhân viên chăm chỉ, đi làm đi sớm về khuya. Mà này, cô ấy là người ít gây chuyện nhất trong công ty này đấy. Anh biết em rồi còn gì. Quần áo của em thì toàn lại đắt tiền, thế mà vừa rồi gặp cô ta ngoài đường ấy, cô ta làm bẩn hết áo em rồi đây này. Đã thế còn không thèm xin lỗi, lại còn gọi đồng bọn đến để chửi em giữa đường nữa. Đúng là xấu hổ mà. Anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Chắc chắn là cô ta cố tình làm như thế để hãm hại mình rồi. Chứ ban nãy chính mắt mình nhìn, đâu có vết bẩn nào đâu. Cô An, nhưng cái chuyện cô Hiền vừa nói có đúng không? Nếu cô sai ấy, thì cô mau xin lỗi cô ấy đi. Thưa sếp, em không hề làm bẩn áo cô Huyền, nhưng em cũng xin lỗi cô ấy rồi. Chính cô ấy là người xô ngã em, còn tát em một cái. Có người nhìn thấy chứ không phải em bịa ra đâu ạ. Này cô, tôi không nghĩ cô muốn bản thân mình trong sạch mà cô đổ lỗi cho tôi như thế đấy. Cô nhìn lại cái bản thân cô xem, cô có gì hơn tôi? Nếu mà cô có gì hơn tôi ý, thì tôi mới canh tị rồi đổ oan cho cô được chứ. Cô nói cái gì thì cũng phải có lý một tí đi. Tôi... Cô An này, sau này ấy, cô đừng cãi nhau tay đôi với cô Huyền trước mặt tôi nhá. Vì từ giờ ấy, cô Huyền là thư ký riêng của tôi. Cô mau đưa tài liệu cho cô Huyền rồi về phòng đi. Này, ngay cả việc đưa trình ký như thế nào cho đúng phép cô vẫn chưa được học à? Tôi nghĩ cô về học lại đi, rồi hãy tới đây xin làm việc nhé.
không chịu được. Sao chỗ nào cũng có mấy kiểu người đánh hành xấu tính như cô ta thế nhở? Alo. Anh, chẳng lẽ anh cứ để con bé nhân viên quèn đấy tiếp tục coi thường em ra mặt thế à? Anh đuổi việc đó đi. Em sẽ lên mạng tìm cho anh người khác, thiếu gì? Con đấy nó ghê gớm lắm. Em sợ anh mà để nó ở đây làm việc ấy, nó lại mổ chảy anh thì em không yên tâm đâu. Thôi được rồi, khi nào tìm được người ấy thì anh đuổi. Giờ anh cần làm việc, em ra ngoài tham quan xung quanh đi. Mà này, tiện xem có ai trốn việc đi chơi nhá. Vậy cũng được, em đi nhá. Kiểu này đúng là trốn việc đi hẹn hò hay nói xấu sếp về mặt. Chị mày đã ra tay thì em chỉ có nước về nhà nằm khóc thôi nhá. Tớ không ngờ anh Đức làm sếp mà lại là người cảm tính như thế. Tớ không phục tí nào. Tớ đã bảo tớ không làm rồi, tớ cũng xin lỗi. Mặc dù tớ thấy mình chẳng có lỗi gì, đã thế cái cô Huyền kia lại còn tát tớ, đẩy tớ ngã. Mà nói sếp có nghe đâu. Chắc là sếp thích cái cô Huyền kia cho nên mù quáng rồi ấy. Chán chả muốn nói nữa. Alo. Dạ vâng ạ. Em đang ở trong văn phòng. Khi nào rảnh thì anh cứ qua nhá. Vâng ạ. Cô An đang làm việc ạ. Dạ vâng. Mời vào. Anh ngồi im. Em cho anh xem cái này. Lần này thì cô ta tiêu đời rồi. Cô An, đúng là to gan thật đấy. Thôi được rồi, để hôm nay anh gặp cậu Ân xong rồi cho cô ta nghỉ việc luôn. Alo, An à, lên phòng gặp tôi ngay. Cái cô Huyền kia lại còn tát tớ, đẩy tớ ngã. Mà nói sếp có nghe đâu. Chắc là sếp thích cái cô Huyền kia cho nên mù quáng rồi ấy. Sao? Cô còn chối nữa không? Trong giờ làm việc ấy, cô đi ra ngoài tìm người nói chuyện. Mà nói chuyện gì? Nói xấu. Mà xấu ai? Xấu sếp. Mà này, cô biết sếp là ai không? Là cái người trả tiền lương cho cô đấy. Tôi không muốn có một nhân viên như cô. Cô mau về phòng viết đơn xin nghỉ việc đi. Mà này, một khi mà tôi đã quyết định đuổi việc ấy, thì cô rời đi sẽ không được nhận chế độ nào của công ty đâu. Thưa sếp, cái này em sai. Em xin lỗi sếp. Lần sau em sẽ không như thế nữa đâu ạ. Thôi, nghỉ là nghỉ. Không có xin, nghỉ luôn từ ngày mai. Vì hôm nay ấy, cậu Ân bên FVM sang ký hợp đồng. Tôi cho cô đúng 5 phút nữa để chuẩn bị. Một là hợp đồng, hai ấy là đơn xin nghỉ việc. Dạ vâng ạ. Đi đi.
Sao? Lần này quyết tâm rồi đấy à? Vâng, em nghĩ thế là quá đủ rồi. Nhưng mà anh cũng chịu chú mày đấy. Cỡ như chú ấy, phải 10 đứa yêu, tại sao cứ phải chung thủy với cái bà chẳng nên làm gì? Của hiếm đấy nhá. Chào anh, mời anh ngồi. Chả mấy khi Rồng đến nhà Tôm chơi thế này, quý hóa quá. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em mời hai anh uống nước ạ. Anh cũng đang có chút việc cấp, thế nên à, anh vào việc luôn nhá. Mà Quan đâu rồi? Anh còn nhắc đến Quan đấy làm gì? Cô ta ấy vừa làm sếp em tức điên lên rồi kia kìa. Anh cứ yên tâm, nếu không có An ấy thì đã có em ở đây rồi. Em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ. Có chuyện gì? Cô An biết điều lắm cơ mà. Vào đi. Em chào anh chị, em gửi anh chị hợp đồng bên công ty anh Ngân ạ. Cô An, cô ngạc nhiên lắm phải không? Chúng ta làm việc với nhau qua mạng bao lâu nay? Hôm nay mới có dịp gặp mặt, hóa ra đúng là người quen thật. Cô ngồi đây đi. Thì ra là anh Ân. Anh Ân là anh họ của anh Tân mà. Hôm nay tôi tới đây ấy, với một mục đích duy nhất, đó là nói rõ sự thật. Chẳng lẽ anh ta quên con An nên đến vạch tội mình à? Không thể nào đâu. Bình tĩnh. Thực ra tôi chỉ là người được ủy quyền làm việc và ký hợp đồng với bên cậu thôi. Còn Tân mới chính là chủ tịch của FM và là người nắm quyền điều hành cao nhất. Không phải tự nhiên mà bên tôi chỉ đích danh được làm việc với cô An. Tất cả ấy cũng là có lý do. Nếu như cô An nghỉ thì công ty của cậu sẽ thiệt hại khá khá đấy. Bởi vì... vì cô ấy là vợ tương lai của tôi. Các người đổi việc cô ấy nghĩa là đối đầu với tôi đấy. Này cái cậu kia, tại sao dám vào phòng giám đốc khi chưa cho phép? Đi ra ngoài. Này, cậu là ai đấy mà vào đây làm cái gì? Giới thiệu với mọi người, đây là Tân, chủ tịch của công ty FM. Lâu nay cậu ấy không xuất hiện là bởi vì cậu ấy muốn giấu thân thế, và cũng là để cho cô An được yên tâm làm việc. Sao cậu lại là chủ tịch FM được? Cậu lừa mình à? À này, thực ra chuyện mình đi du học là thật. Mình mới chỉ về Việt Nam và tiếp quản công ty được một năm thôi. Sau khi mình biết cậu làm việc ở đây, mình đã quyết định đứng sau và hỗ trợ cho cậu. Và nhờ có anh Ngân ra mặt, mình muốn cậu có nhiều cơ hội để rèn giũa kỹ năng cũng như tự tin bộc lộ khả năng của mình, để sau này có thể giúp mình đảm đương một phần công việc. À này, mình xin lỗi nhá vì đã giấu cậu. Cậu có đồng ý qua công ty mình làm không? Nếu mọi chuyện là như thế thì cậu có lỗi gì đâu. Mình phải cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội. Sau này mình sẽ cố gắng nhiều hơn, cậu yên tâm nhá. Đáng lý ra ấy, tôi sẽ để An ở đây làm việc thêm một thời gian nữa. Nhưng với một người sếp mà không nhìn ra được năng lực của nhân viên mình, lấy tình riêng để xét vào chuyện công như anh ấy, thì ngày hôm nay tôi sẽ quyết định đưa An rời khỏi đây. Còn đơn xin nghỉ việc đúng không? Nó đấy, nó nằm ở trên bàn rồi đấy, đầy đủ nhá. Nhưng mà... còn những hợp đồng đúng không? An cũng làm việc ở đây nữa thì đương nhiên các hợp đồng sẽ chấm dứt. Chúng ta đi thôi. Ok anh, từ từ đã. Có gì rồi mình giải quyết. Hay là em mời mọi người đi ăn nhá, rồi mình nói chuyện. Một khi tôi đã đưa ra quyết định rồi thì không thay đổi được đâu. Anh làm gì cũng vô ích thôi. Anh hãy nhìn nhận lại bản thân và cách quản lý của mình đi.
Đi thôi. Trời ơi là sao? Cô ta có gì đâu mà có thể hơn mình được chứ? Đúng là cái đồ đáng ghét. Này, đến giờ phút này rồi mà em vẫn suy nghĩ như thế à? Em có biết đấy, công ty của anh thiệt hại nhiều lắm không? Ơ kìa, anh đi đâu? Cho em theo với. Này, em về nhà ấy, dành thời gian mà suy nghĩ lại đi. Với cả ấy, em bỏ ngay cái tính đồng đảnh của em đi. Không ấy, sau này không chỉ có bên SVM mà tất cả các bên khác ấy, hợp đồng cũng bị hủy đấy. Đến nước đấy á, cả tôi với cô chỉ có Đức đi ăn mày thôi nhá. Mà này, cẩn thận ấy, tôi cũng chia tay cô luôn đấy.